Thưa quý vị, tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, sản phẩm viên nước giặt đang dần trở nên phổ biến và được nhiều hộ gia đình sử dụng thay cho các loại nước giặt hay bột giặt truyền thống. Ai cũng nói nó có nhiều ưu điểm vượt trội hơn bởi cách sử dụng tiện lợi và kết hợp nhiều yếu tố, như là không cần đong đếm lượng bột giặt, rồi giặt xong thì không lưu lại đốm trắng ở trên quần áo. Đó là những lời quảng cáo nghe mát tai lắm đúng không ạ? Ai mà không muốn dùng thử? Nhưng xin quý vị đừng mua vội trước khi xem hết chương trình Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Ngày nay, với công nghệ tiên tiến, hiện đại và đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, các nhà sản xuất chất giặt tẩy không ngừng cải tiến sản phẩm và đưa ra mẫu mã mới nhằm giúp cho người sử dụng thêm tiện lợi mà lại đạt hiệu quả cao. Trong đó, viên giặt đang được người tiêu dùng ưa thích vì đóng gói gọn nhẹ, không chảy nước và dương giải bột như các loại chất giặt trước đây. Tuy nhiên, ngoài sự tiện lợi thường thấy, những loại viên giặt quần áo lại ẩn chứa nhiều mối nguy hại. Người tiêu dùng nếu không sáng suốt lựa chọn hay sử dụng không đúng chỉ dẫn thì hậu quả sẽ khó lường. Hiện nay, các loại viên giặt chưa được phân phối rộng rãi trực tiếp về Việt Nam, chỉ thông qua một số dịch vụ bán hàng xách tay và bán lẻ trên mạng online. Do tính chất thuận lợi và tiện dụng, cho nên hiện nay đang tràn lan trên mạng các viên giặt có công dụng 3 trong 1. Chỉ một viên có thể giặt được 6 khí quần áo, an toàn cho cả quần áo trẻ em. Chỉ cần một cú click chuột đã có thể dễ dàng liên hệ đặt mua sản phẩm với mức giá dao động từ 100.000 đến 700.000 đồng tùy loại. Trên thị trường Việt Nam, hiện những loại viên nước giặt chưa được phân phối rộng rãi. Vậy những loại sản phẩm được bày bán tràn lan trên thị trường có nguồn gốc từ đâu? Phóng viên của chương trình đã theo dõi và có những ghi nhận độc quyền tại chợ Kim Biên, là nơi cung cấp các mặt hàng hóa phẩm, hóa chất và được mệnh danh là chợ tử thần tại thành phố Hồ Chí Minh. Viên giặt mắc, viên giặt nhập, đâu viên giặt Việt Nam, viên giặt nhập từ Nhật, đầu Mỹ luôn. Cái này nhiêu hả chứ? 105. 105 hả? Thì mình giặt mẻ đồ 6 kg, 9 kg, mình bỏ một viên vô, cứ giặt một viên vô thôi, là nó giặt. Ông chắc Nhật không? Thì nói Nhật chứ giờ chị cũng miền sơn mà Nhật thì chưa có giả. Khi chúng tôi muốn được xem sản phẩm, chủ tiệm lấy từ trong chiếc thùng không nhãn mát ra một viên nước giặt và giới thiệu đó là hàng nhập từ Mỹ. Mỹ còn lẻ mà, lẻ thì đến 9.000 viên rồi. 3 trong 1. Tẩy giặt, tẩy xả. Có bị thích ứng gì không? Không, chỗ này của Mỹ. Vậy những loại viên giặt này có thực sự là hàng nhập? Đây là hai loại viên giặt mà chúng tôi mua được từ cửa hàng trên. Loại được giới thiệu là hàng Nhật thì vỏ hộp hoàn toàn ghi bằng tiếng Nhật, không có nhãn phụ. Trong khi theo quy định của pháp luật, hàng nhập khẩu phải được dán nhãn phụ bằng tiếng Việt lên sản phẩm. Chưa kể, khi phóng viên check mã vạch sản phẩm bằng phần mềm kiểm tra hàng giả, thì sản phẩm này không có thông tin hiển thị. Như vậy, nhất thiết chúng ta phải mua ở những nơi uy tín là điều trước tiên. Vì như quý vị thấy đó, sự xuất hiện tràn lan không kiểm soát chất lượng sẽ là mối nguy hiểm mà chuyên gia đề cập ngay sau đây. Nếu mà thành phần nó không có được rõ ràng, xuất xứ rõ ràng thì nó gây viêm da dị ứng, chàm, tiếp xúc. Rồi khi mà áo quần mình giặt, nếu mình tẩy không thể nào mà sạch hết được, thế nào nó cũng còn tồn lưu những cái chất giặt trong da. Nếu mà mình bặn vào thì nó những cái chất kích ứng, nó gây sẽ viêm da. Có người giặt xong bặn đồ vô nó ngứa hết cả người, nổi mẩn đỏ. Rồi chưa nói là những cái chất độc đó mình tiếp xúc lâu ngày nó có thể nó gây ra những cái phản ứng tác dao động lâu dài, có thể nó mình tiếp xúc nhiều, có thể đi nó thoa qua da rồi nó vào cái tuần hoàn, nó thì ảnh hưởng đến các cái nội tạng trong cơ thể. Các viên giặt thường có kích cỡ như hình thù viên kẹo và có nhiều màu sắc bắt mắt nên dễ gây kích thích trí tò mò của trẻ em. Và nếu sử dụng và bảo quản không đúng cách, không để xa tầm tay trẻ em thì hậu quả sẽ khó lường khi trẻ tiếp cận chơi đùa. Và nguy hiểm hơn là sử dụng viên giặt như viên kẹo ngậm. Khi trẻ em ngậm hoặc mút phải viên giặt, các loại hóa chất có hại sẽ thẩm thấu vào cơ thể, gây nên những tác hại khó lường. Để tránh gặp phải những tác hại đáng tiếc, người tiêu dùng cần lưu ý: không mua hàng không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc và thương hiệu. Nên mua hàng ở những nơi uy tín như siêu thị. Cất giữ viên nước giặt trên cao, không gần nơi trẻ hay vui chơi, xa tầm nhìn và tầm giới của trẻ em. Trường hợp trẻ vô tình tiếp xúc với sản phẩm qua đường miệng hoặc qua da, cần sơ cứu và nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Như vậy, nếu mua hàng trôi nổi rất dễ nguy hại đến sức khỏe.
Tùy gia đình và tùy loại máy giặt mà người dân chọn mua sản phẩm phù hợp, nhưng cơ bản là chọn mua các loại nước giặt, viên giặt của các hãng có uy tín, sản phẩm có đăng ký chất lượng, thương hiệu sản xuất, thì các chất phụ gia trong sản phẩm trong ngưỡng cho phép. Đặc biệt là nếu sử dụng viên giặt thì nên chú ý để xa tầm tay của trẻ em. Đến đây chương trình Góc nhìn đa chiều xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.